Ta coi phần chú thích kế tiếp. Nếu không như vậy thì là pháp giao dịch trong thương trường. Đây là nói bạn không có tâm đại từ bi. Tại sao bạn đến cửa Phật để bố thí? Nghe nói trong cửa Phật bố thí một thì sẽ được quả báo hằng vàng. Sự trao đổi này tốt lắm. Có sự mua bán nào vốn một mà lời hằng vàng? Bố thí trong cửa Phật là bố thí một được quả báo hằng vàng. Hãy mau đến đó bố thí. Nếu có ý niệm này thì đó là đổi chác trong thương trường. Mục đích là mua bán trao đổi, tâm cầu lợi thiết tha, tìm đúng chỗ rồi, vốn một lời hằng vàng, có thể lợi to. Tâm đó tuyệt đối là sai lầm, chẳng tương ứng. Sau đó lại nói, lại nữa này Bồ Tát, biết thật tướng của chư pháp như niết bàn chẳng tận. Bồ Tát có trí huệ, hiểu rõ chân tướng của hết thảy pháp trong thế gian và xuất thế gian. Niết bàn là phạn ngữ, có nghĩa là không sanh không diệt. Không sanh không diệt là thật chứ chẳng giả. Phàm những gì có sanh có diệt đều là giả, chẳng phải thiệt. Phước đức nhập thật tướng của chư pháp cũng chẳng cùng tận. Làm sao nhập? Tương ứng với chư pháp thật tướng. Làm sao mới tương ứng? Tâm tương ứng. Tâm niệm bạn giấy khởi lúc bố thí tương ứng với chư pháp thật tướng. Hiện tượng tương ứng là gì? Thanh tịnh, không ô nhiễm, thanh tịnh bình đẳng. Tuy bố thí nhưng không nhiễm trước bố thí. Bố thí là tướng, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Do đó, bất luận tu bố thí như thế nào, nói thật ra Phật pháp, nói hết thảy pháp đều là bố thí. Bố thí bao trùm hết thảy Phật pháp. Phật dạy người không ngoài ba loại: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Cho nên những gì chúng ta tu học trong đời sống hàng ngày đều chẳng vượt ra khỏi ba loại này. Có thể dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành để phục vụ hết thảy chúng sanh, phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, thì đó là bố thí. Phải có tâm bố thí. Chỉ có phục vụ chứ không cầu lợi. Thế nên Phật Bồ Tát là người có trí huệ, làm công tác nghĩa vụ giáo dục. Học trò của Đức Phật cũng như vậy. Đây là sự giáo dục trí huệ, giáo học nghĩa vụ. Cho nên được phước chẳng thể nghĩ bàn. Như vậy sẽ nhập chư pháp thật tướng. Do đó phước lợi chẳng thể ví dụ. Đây là phước báo chân thật, lợi ích chân thật, chẳng có cách gì ví dụ nổi. Hồi hướng pháp giới, hồi hướng tức là phục vụ. Gần đây trong lúc giảng kinh Hoa Nghiêm, vào đoàn nói đến các quỷ dương, thiên dương,
đại biểu thập hồi hướng. Thập trụ thập hành nói trong Đại Kinh thành tựu khả năng trí huệ của chính mình. Sau khi trí huệ đức năng thành tựu thì phải phục vụ đại chúng. Vì đại chúng phục vụ thì gọi là hồi hướng, hồi tự hướng tha, đem trí huệ công năng cống hiến cho xã hội, cống hiến cho hết thảy chúng sanh, đó gọi là hồi hướng. Pháp giới là phạm vi, phạm vi này quá lớn, quá lớn, chẳng phải là một quốc gia, một tinh cầu, mà là tận hư không trọn khắp pháp giới. Tâm lượng này bao lớn, do đó phước đức, lợi ích của nó sẽ vô lượng vô biên, cùng quả vị chư Phật Như Lai không hai, không khác. Đoạn này nói phước bạn có được khi tạo tượng Phật, tạo hình tượng Bồ Tát, tạo tượng chuyển luân thánh dương. Xin xem đoạn kế. Phục thứ Địa Tạng, vị lai thế trung nhật hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ đại thừa kinh điển hoặc thính văn nhất kệ nhất cú, phát ân trọng tâm, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thị nhân hoạch đại quả báo vô lượng vô biên. Đoạn trước nói về người có thể bố thí thiện nam tử thiện nữ nhân, người có thể bố thí, có thể tu phước. Đoạn sau nói họ tu phước được phước. Đây là khi gặp kinh điển đại thừa, hoặc là nghe một câu kệ, chỉ gặp được chút pháp đại thừa. Nhưng sau khi nghe xong, họ có thể phát tâm, phát tâm chân thành, ân trọng tức là chân thành, ưa thích tán thán, cung kính bố thí cúng dường. Đây là những gì họ tu. Chư vị ở đây chắc chắn phải chú ý đến. Thứ nhất, nói họ là thiện nam tử thiện nữ nhân, người có đủ thiện căn phước đức, chẳng phải là người thường, tức là đoạn trước nói họ hoàn toàn làm được tịnh nghiệp tam phước dạy trong Quán Kinh. Họ là người như vậy, gặp được kinh điển đại thừa, dù chỉ một câu kệ, họ hiểu sâu nghĩa thú. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, hiểu sâu nghĩa thú, một câu một kệ tuy ít, hiểu sâu nghĩa thú thì chẳng ít. Nói một cách khác, họ nghe xong và hiểu rõ ràng, trành trẻ. Vào đời đường, Huệ Năng Đại Sư trong Thiền Tông
là một người làm công cực khổ. Ngài bán củi kiếm sống. Trong xã hội ngày nay không có người làm nghề này nữa. Trước thời kháng chiến, lúc kháng chiến vừa mở đầu, đại khái khoảng 60 năm trước, tôi ở Phước Kiến. Đời sống lúc đó còn có rất nhiều người bán củi, bán nước, chẳng có nước máy, nên người ta gánh nước từ bờ sông, từ giếng đi bán. Một gánh nước lúc đó là 3 bản đồng, bằng 1 xu. Lúc đó dùng bản đồng. Người bán củi đốn củi trên núi gánh xuống thành thị bán, rất cực khổ. Ngài Huệ Năng bán củi sinh sống. Bán củi xong đem tiền về. Lúc đó nghe một người đang tụng kinh Kim Cang. Người đó tụng kinh trong phòng. Ngài đứng ở kế cửa sổ lắng nghe. Thời xưa cửa sổ không có cửa kính. Nếu có kính thì bên ngoài nghe không được. Lúc đó cửa sổ dùng giấy dán bít lại. Mùa đông cũng dán giấy. Mùa đông thường dán 2 lớp giấy. Cửa sổ dán bằng giấy, cho nên bên trong nói chuyện bên ngoài có thể nghe được. Ngài ngẫu nhiên nghe được vài câu. Nghe đến câu không nên trụ ở đâu mà sanh tâm ấy, trong kinh Kim Cang, Ngài bèn ngộ nhập. Nếu bạn hỏi Ngài làm sao có thể ngộ nhập, Ngài là thiện nam tử. Người niệm kinh hàng ngày cũng chẳng ngộ nhập, nhưng người đó chẳng phải là thiện nam tử. Ngài chẳng phải là thiện nam tử niệm kinh cho thiện nam tử nghe, nên thiện nam tử khai ngộ. Chưa gì thử nghĩ xem, tịnh nghiệp tam phước dạy trong quán kinh, bạn coi kỹ xem Ngài Huệ Năng có thực hiện được chưa? Ngài đã thực hiện được. Ngài thật sự đã hiếu dưỡng cha mẹ. Ngài bán củi mua gạo về nhà cúng dường mẹ. Tuy Ngài chẳng đi học, chúng ta không thấy Ngài phụng sự sư trưởng, nhưng sau này khi Ngài đến Hoàng Mai, chúng ta thấy Ngài đã làm được. Thật sự đã hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp vô cùng rõ ràng. Ngài chẳng có học, nhưng đều đã làm tròn. Đó là thiện căn phước đức trong đời quá khứ. Cho nên ngẫu nhiên được nghe người ta đọc kinh, đó là cơ duyên, là duyên phận. Duyên phận này làm cho Ngài trở thành một vị tổ sư. Đến lúc Ngài bán củi chẳng nghe được người ta đọc kinh, thì sẽ phải bán củi vĩnh viễn. Làm sao có thể nghe đến Phật Pháp? Vừa nghe được một lần, nghe được một câu kệ, nghe xong Ngài thật sự hiểu được, thật sự nghe rõ ràng, nên Ngài liền phát tâm ân trọng. Ngài liền tán thán cung kính. Thật sự muốn học,
thật sự đi hỏi cuốn sách ông niệm đó là sách gì. Ông đó niệm kinh, kinh này từ đâu mà có? Từ Hoàng Mai tới. Nghe xong ngài liền muốn đi đến Hoàng Mai để học hỏi. Việc cúng dường nó ở đây, bốn chữ bố thí cúng dường là pháp cúng dường. Quan trọng nhất trong pháp cúng dường là y giáo tu hành cúng dường. Và giải thích bố thí như thế nào? Bố thí là bỏ hết thảy những điều sai trái trước đó. Đó chính là bố thí. Nói theo Phật pháp mà tu học chính là cúng dường. Sự bố thí này chẳng dính dáng tới tiền tài. Cúng dường cũng chẳng liên quan đến phẩm vật. Bỏ hư vọng, học chân thật. Xả vọng chính là bố thí. Học chân là cúng dường. Người như vậy sẽ có được quả báo to lớn, vô lượng vô biên. Chú giải nói rõ cho chúng ta, trích khởi tín luận giải thích Đại Thừa. Thể của kinh Đại Thừa lớn, tướng lớn dụng lớn, do đó công đức vô lượng vô biên. Chúng ta lật cuốn chú giải tới trang 22. Đoạn cuối này rất quan trọng. Chúng ta hãy đọc qua một lần, bắt đầu từ hàng thứ nhất. Câu thứ hai hàng đầu: Kim tức văn thị chương cú, tính tâm thanh tịnh, tác sanh thật tướng pháp nhãn. Đây là nói lý luận y cứ của một câu kệ được vô lượng phước. Làm sao có thể như vậy được? Đạo lý là ở chỗ này. Giống như Kinh Kim Cang có nói, lòng tin thanh tịnh ắt sanh thật tướng. Sanh thật tướng nghĩa là gì? Minh tâm kiến tánh. Phước báo và lợi ích ấy có gì sánh bằng? Phước báo họ được là minh tâm kiến tánh. Tức sự nhất kệ nhất cú diệt phục tăng tiến bồ đề. Từ sự tích của Lục Tổ Huệ Năng, chúng ta nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Việc này có thể chứng thật cho lời Đức Phật dạy trong kinh là chân thật, chẳng hư dối. Thời đại ngày nay của chúng ta, tu pháp bố thí tiện lợi hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng phước chúng ta được không bằng người xưa, vì dụng tâm chẳng bằng người xưa. Người xưa chân thành cung kính. Người hiện nay khởi tâm động niệm còn tâm riêng tư, chưa xả chính mình. Do đó phước của sự bố thí chẳng giống như kinh đã nói. Đạo lý là như vậy. Ngày nay quan trọng nhất
là chúng ta xả hết thảy những điều hư vọng chẳng chân thật. Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta hết thảy đều phải làm từ tâm chân thật. Câu này rất quan trọng. Hết thảy đều dùng tâm chân thật làm cơ sở. Khởi đầu từ tâm chân thật mới đúng. Chẳng có mảy may hư vọng, chẳng dối bình, chẳng gạt người. Niệm niệm đều chân thật. Bất luận là tu pháp môn gì, bất luận tu bố thí gì, đều được phước chẳng thể nghĩ bàn. Đoạn sau cùng trích một đoạn trong lời dạy của Đức Phật, nói rõ một câu một kệ được vô lượng phước. Chúng ta coi hàng thứ hai trong phần chú thích, trang 22, hàng thứ hai bắt đầu từ câu cuối cùng. Phật cáo A Nan: nhược hữu tùng tha văn nhất tứ cú kệ. Đây là giả thiết. Nếu nói có duyên nghe người ta tụng kinh hoặc giảng kinh, thời gian rất ngắn, chỉ nghe người ta nói bốn câu kệ, hoặc thư chi trúc bạch. Thời xưa chẳng có giấy. Thời xưa ở Trung Quốc dùng thẻ tre, viết chữ trên thẻ tre. Nếu quý vị đến Cố Cung Bảo Tàng Viện tham quan thì sẽ thấy những điển tịch trước Triều Hán vẫn còn viết trên thẻ tre. Bạch là một miếng vải dệt bằng tơ. Lúc đó chẳng có giấy, cũng được viết trên những miếng tơ này. Hiện nay gọi là sách, thư tịch. Sở hữu danh từ ư nhược can kiếp, chủ bỉ hòa thượng A Xà Lê Đẳng, Hà Đảm Kiên Thượng, hoặc bối phụ đảnh đới, thương tương nhất thiết âm nhạc chi cụ, cúng dường thị sư, thường bất năng cụ báo sư ân. Câu này nói về tri ân báo ân. Bạn làm sao khai ngộ? Vì người khác truyền thọ cho bạn một câu kệ, cho bạn cơ hội này, bạn có thiện căn. Sau khi nghe xong có thể hiểu sâu nghĩa thú, bạn khai ngộ. Bạn thành Phật rồi. Người truyền trao cho bạn một câu kệ là thầy của bạn, là ân sư của bạn. Ân đức đó bao lớn. Đức Phật nêu một thí dụ. Chúng ta coi thí dụ này. Báo đáp chẳng cùng tận. Ví dụ nói,
bạn cõng thầy trên vai, hoặc cõng trên lưng, hoặc trên đỉnh đầu, dùng hết thảy những nhạc khí để cúng dường cũng báo đáp không hết. Đây là một người thật sự tri ân báo ân. Sau đó nói: Nhật ư hòa thượng sở khởi bất kính tâm, hằng thuyết ư quá, ngã thuyết ngu si, thực thọ đa khổ, ư đương lai thế tất đọa ác đạo. Vị thầy này có ân đối với bạn, bạn đối với thầy chẳng có tâm cung kính, còn thường nói đến lỗi của thầy. Thầy có lỗi hay không? Rất khó nói. Tại sao rất khó nói? Có lỗi hay không là ở chỗ bạn khởi tâm động niệm. Nếu bạn dùng tâm phiền não nhìn, sẽ thấy lỗi của thầy vô lượng vô biên. Nếu dùng tâm thanh tịnh nhìn thì sẽ thấy thầy đích thật chẳng có lỗi. Ngẫu Ích đại sư nói rất hay: cảnh duyên chẳng có tốt ác, chẳng có đẹp xấu. Cảnh là gì? Là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hết thể người, hết thể vật, nói cho chư vị biết, chẳng có thiện cũng chẳng có ác, chẳng có đẹp, chẳng có xấu. Thiện ác đẹp xấu là ở tại nơi tâm mình. Tâm bạn thiện thì nhìn hết thảy người đều là người thiện, thấy hết thảy pháp đều là thiện pháp. Nếu tâm bạn ác thì nhìn hết thảy người đều là người ác, thấy hết thảy pháp đều là pháp ác. Lời của Ngẫu Ích đại sư nói rất đúng. Cũng giống như lời nói gió động, phan động trong đàn kinh. Huệ Năng đại sư thấy được, chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phan động, mà là tâm bạn đang động. Một câu nói liền nói toạc chân tướng sự thật ra. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy chư Phật, Bồ Tát thì hiện biểu diễn trên tính tướng 53 lần tham vấn, có thiện có ác, trong đó còn có sát đạo dâm vọng. Hiện tại đồng tử dẫn tới tham vọng. Sát đạo dâm là ba độc phiền não từng được đề cập trong Phật pháp. Bồ Tát thị hiện hiện tại tham học được vô lượng công đức. Ngài làm sao đạt được? Nếu chúng ta tiếp xúc những thứ này thì nhất định sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Tại sao người ta tiếp xúc có thể thành vô thượng đạo? Vì dùng tâm chẳng giống nhau. Chúng ta dùng tâm gì? Bồ Tát dùng tâm gì? Cho nên đoạn kinh này rất quan trọng. Sau đó nói tiếp: thì cố ngã giáo nhữ đẳng thường hành cung kính tôn trọng chi tâm, ái trọng tam bảo phẩm thâm chi pháp, tất hoạch vô lượng vô biên chi đại quả hỷ. Chỗ này trích dẫn lời Đức Phật dạy. Câu sau cùng: nhật năng hồi hướng pháp giới, kỳ phước bất khả di dụ.
Phần chú thích nói, chú giải trích dẫn Phó Pháp Tạng Kinh. Lời Phật nói, pháp thị chúng sanh chân thiện tri thức, tác đại lợi ích, tế dư khổ não. Có thể giúp hết thảy chúng sanh vượt qua hết thảy khổ nạn, nhất định phải nương vào Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp mới là chân thiện tri thức của chúng sanh. Trong Phật Pháp, đặc biệt là Pháp Đại Thừa, Pháp ngày nay chúng ta tu học là phần thù thắng. Tinh hoa nhất trong Đại Thừa, bao gồm Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Chúng ta có được lợi ích, chúng ta tuân giữ giáo giới của Đức Phật, phải nên giới thiệu rộng rãi lợi ích này cho hết thảy chúng sanh. Đó là gì? Hồi hướng Pháp giới, chẳng hưởng riêng mình, phải đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Nhất định không sợ gian khổ. Sốt sắng nỗ lực mà làm. Sống một ngày thì làm một ngày. Đến hết đời này phải làm việc này cho tốt đẹp. Đó gọi là công đức viên mãn. Không sợ gian khổ, không thể tham hưởng thọ ngũ dục lục trần trong thế gian, lãng phí mạng sống quý báu của mình. Nếu Bồ Tát tham hưởng thụ, trong đó có thể được tự lợi, không thể lợi người. Điểm quý báu của Phật Pháp là ở chỗ lợi người. Muốn lợi người thì nhất định phải buông bỏ sự yên vui của riêng mình. Lúc trước thầy Lý nói với tôi, đâu có ai mà không thích ở túp lều trên núi. Đó là sự hưởng thụ cá nhân. Hưởng thụ niềm vui đại tự nhiên. Tiêu dao sơn thủy, niềm vui hạng nhất trong đời người. Nhưng làm vậy không thể đem lại lợi ích cho chúng sanh, chỉ có thể tự lợi, chẳng thể lợi người. Phật Bồ Tát và những người đắc đạo, minh tâm kiến tánh, đích thật có thể hưởng thụ, vì họ đạt được đại tự tại. Nhưng họ buông bỏ sự hưởng thụ của mình, chẳng từ lao nhọc mỗi ngày giáo hóa chúng sanh. Đi vào đô thị, thôn trang, chỉ cần có người chịu nghe, chịu tiếp nhận, đúng như câu trong cửa nhà Phật không xả một ai.
các ngài đều hoan hỷ, sẵn sàng giải thích, thuyết giảng tường tận cho người. Cả đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp 49 năm chẳng gián đoạn, mỗi ngày đều phục vụ cho mọi người, giảng giải cho đại chúng. Mãi cho đến già cũng chưa từng buông bỏ công việc giảng kinh thuyết pháp, dạy dỗ chúng sanh, rất đáng cho người đời sau chúng ta tôn kính, đáng cho người đời sau bắt chước. Chúng ta có khi nào nghe coi trong kinh thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi nghỉ mát ở chỗ nào đó chăng? Chưa từng thấy qua. Ngày nay vì công việc rất gian khổ, mỗi ngày đều phải làm việc, người ta vẫn tìm thời gian đi nghỉ mát. Chưa bao giờ nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi nghỉ mát cả. Cũng chẳng nghe 1250 người đệ tử của Phật đi nghỉ mát, chưa hề nghe tới. Ở đây chúng ta lập Phật học viện, nghe nói còn có nghỉ mùa hè, nghỉ mùa đông, còn nghỉ học. Do đó những điểm này chúng ta phải nghĩ tới. Tương lai lập Phật học viện nhất định phải nghỉ hè, phải tùy thuận thế gian, vì trường học trong thế gian đều nghỉ hè. Nhưng khi chúng ta nghỉ hè thì phải làm sao? Phải làm gì? Hy vọng mọi người học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp để nghỉ mát, đem những điều bạn đã học trong khóa học này tìm một chỗ để giảng kinh trong dịp nghỉ hè. Làm vậy thì dịp nghỉ hè này bạn chẳng luống qua, lợi dụng khoảng thời gian này kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh. Nếu bạn có ý này, tôi có thể sắp xếp cho các bạn mời nhiều chỗ ở nước ngoài gửi thiệp mời các bạn. Nghỉ hè 1 tháng thì giảng kinh 1 tháng, nghỉ hè 2 tháng thì giảng kinh 2 tháng, chẳng luống qua. Không thể nghỉ hè rồi đi du sơn ngoạn thủy, vậy thì sai rồi. Nếu nghỉ hè như vậy, những gì bạn học được trong kỳ học này đều mất hết, bạn làm sao tiến bộ được? Tiến bộ là niềm niềm điều cần cù gắng sức chẳng buông bỏ. Phải hiểu đạo lý này. Xin xem đoạn kinh tiếp theo. Đoạn này nói về phước báo bố thí. Tu bổ kinh điển tháp tự. Phần chú thích nói trên còn một đoạn rất quan trọng. Trang thứ 22. Chú giải đệ ngũ. Hàng thứ 5, đoạn sau. Chúng ta hãy đọc. Sự cố trí giả, dục đắc vô thượng an ổn khoái lạc, ưng đương trí tâm cần tính kinh pháp. Câu này tóm lại một đoạn trong Phật thuyết Kiên Ý Kinh.
Đoạn này chúng ta phải đem ra lưu thông, in ra để phổ biến rộng rãi. Đoạn này ở trang 23, hàng thứ ba, mọi người hãy ghi nhớ. Trong kinh Phật thuyết kiên ý, Phật cáo A Nan: khi hữu hảo tâm thiện ý chi nhân, văn Phật minh pháp, nhất tâm nhi thính, năng nhất nhật khả, bất năng nhất nhật bán nhật khả, bất năng bán nhật nhất thời khả. Một thời ở đây là chỉ một thời của cổ Ấn Độ, tức là 4 giờ ngày nay. Ngày đêm chia ra 6 thời, một thời tương đương với 4 giờ hiện nay. Bất năng nhất thời, bán thời khả. Bán thời tức là 2 giờ ngày nay. Bất năng bán thời, tu du khả. Nếu bạn không rảnh nghe 2 giờ thì nghe mấy phút cũng được. Kỳ phước bất khả lượng. Chúng ta đổi một chữ ở phần dưới, tức là kỳ phước bất khả lượng thành kỳ phước bất khả hạn, dùng chữ giới hạn thì dễ hiểu hơn. Phía trước đoạn kinh vừa dẫn trên đây trong chú giải có ghi một chữ văn, ý nói đoạn văn vừa dẫn trên đây là kinh văn trích từ Phật thuyết kiên ý kinh. Tiếp theo thì cố trí giả dục đắc vô thượng an ổn khoái lạc, ưng đương chí tâm cần thính kinh pháp. Chúng ta dùng đoạn kinh này để khuyên mọi người hãy thường nghe kinh, cho nên đoạn kinh này rất quan trọng. Quý vị hãy đánh máy đoạn này ra thành một bài ngắn. Có thể dùng để khuyên người ta đến nghe kinh. Xin xem tiếp. Phục thứ địa tạng nhược vị lai thế trung. Trong kinh nói vị lai thế trung, tức là thời đại hiện nay của chúng ta. Hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, người có đầy đủ điều kiện của chữ thiện này vô cùng hy hữu, vô cùng hiếm có. Ngộ Phật Tháp Tự, Đại Thừa Kinh Điển, Tân Giả Bố Thí Cúng Dường, Chim Lễ Tán Thán, Cung Kính Hiệp Dưỡng, Dược Ngộ Cố Giả hoặc Quỷ Hoại Giả Tu Bổ Danh Lý, hoặc Độc Phát Tâm, hoặc Khuyến Đa Nhân Đồng Cộng Phát Tâm. Đoạn này nói về việc tu phước. Ý nghĩa của chữ từ phần trước đã nói qua. Nếu dùng cách nói hiện nay thì tự nghĩa là một cơ cấu vĩnh cửu. Chẳng phải là một thiết bị tạm thời, mà là vĩnh viễn. Ngày xưa cơ cấu làm việc của nhà vua gọi là tự. Cơ cấu làm việc của quan chức từ tể tướng trở xuống thì gọi là bộ, thường có thể thay đổi, có thể phế trừ, có thể xây dựng, sửa đổi mới lại. Cơ cấu làm việc của nhà vua vĩnh viễn chẳng thay đổi. Ở Trung Quốc, từ Triều Hán đến Triều Thanh, có thể nói đều chẳng thay đổi. Cho nên tự là một cơ cấu làm việc lâu dài. Chúng ta phải hiểu nghĩa của chữ tự. Nhưng ngày nay, khi mọi người thấy tự,
ngay cả cách suy nghĩ cũng không đúng. Từ sự đại diện cho mê tín, đại diện quỷ thần, vừa nghe chữ tự và miếu bèn đối thành chùa miếu. Trong đó cúng quỷ thần làm việc mê tín, đây là một sai lầm rất lớn. Từ ngày xưa là cơ cấu làm việc giáo dục của Phật giáo. Giáo dục Phật giáo phải làm việc vĩnh viễn, không thể phế trừ, đình chỉ, không thể tạm ngưng, cho nên gọi là tự. Nhưng ngày nay nhiều người hiểu sai chữ này, cho nên chúng ta phải đổi một danh xưng mới. Lão cư sĩ Hà Liên Cư đề xướng đừng dùng danh từ tự viện am đường nữa, hãy dùng học hội. Chữ học hội này là do phụ hạ đề xướng. Ngày nay chúng ta dùng tên Tịnh Tông học hội, chúng ta không dùng tên Tịnh Tông tự, không dùng tên Di Đà tự, mà dùng Tịnh Tông học hội, làm cho người ta nghe đến danh xưng này liền cảm thấy mới mẻ, chẳng bị hiểu lầm. Ý kiến này rất hay. Chúng ta đọc sách của cụ nên tuân theo ý của cụ. Chúng ta thành lập Tịnh Tông học hội. Tháp Phật là nơi cúng dường xá lợi của Phật. Tự là nơi tuyên dương truyền bá Phật giáo. Đại thừa kinh điển là pháp bảo quan trọng nhất trong nền giáo dục Phật Đà. Phần trước có nói đây là chân thiện tri thức của chúng sanh. Tháp tự mới thì bố thí cúng dường, chiêm lễ tán thán, cung kính chắp tay. Khi gặp chùa tháp mới xây, ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta tạo ra những kinh luận này dễ dàng, nhưng nhất định phải làm cho đẹp đẽ, trang trọng, làm cho người ta nhìn thấy liền sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm cung kính tán thán. Cho nên in kinh không thể in một cách sơ sài. Nếu in một cách sơ sài thì người ta nhìn thấy không sanh hoan hỷ, đó là lỗi của chúng ta. Kinh điển nhất định phải in cho hoàn hảo, ráng hết sức in cho đẹp. Lần này chúng ta in bộ kinh này, chư vị nhìn thấy đều sanh tâm hoan hỷ. Bản in này không dễ tìm. Ở Đài Loan, bản in này đã được in đi in lại rất nhiều lần, nên chữ đều bị mờ. Bản in tôi dùng là bản cũ, nét chữ đã bị phai mờ. Cho nên tôi phải đi kiếm bản gốc. Lần trước tôi đến Hương Cảng, tôi đã lưu ý đi tìm, cũng nhờ Phật Bồ Tát gia trì. Khi đến thư viện Trung Hoa Phật Giáo, tôi tìm được một bản. Đây là bản in đầu tiên ở Hương Cảng, Phúc Lạng Pháp Sư in. Bản in này rất cũ rồi, giấy đã phai màu. Một lần khác tôi đi thăm Giác Quang Pháp Sư. Giác Quang Pháp Sư gọi điện thoại tìm tôi,
chúng tôi gặp mặt và đến chỗ của thầy dùng cơm. Trong tủ sách của thầy có một cuốn. Cuốn này đều cùng một bản in, nhưng được giữ kỹ hơn bản in của Sướng Hoài Pháp Sư. Thầy để trong tủ sách rất sạch sẽ. Chúng tôi đem về hai cuốn này. Phía trước là hình trắng đen, chẳng phải hình màu. Khi tới Đài Loan, chúng tôi đi tìm hình có màu. Bản in của chúng ta hiện nay so với những bản cũ tốt hơn nhiều, đẹp hơn những bản gốc. Chúng tôi tặng 10 cuốn cho Thường Hoài Pháp Sư và 10 cuốn cho Giác Quan Pháp Sư. Chúng tôi nhận một cuốn, sau đó tặng cho họ 10 cuốn. Tặng cho họ cuốn kinh đẹp hơn, cuốn kinh họ cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi làm như vậy, về sau khi có chỗ nào tặng cho họ sách tốt, sách đẹp, họ sẽ đem cho chúng tôi. Họ biết cho chúng tôi chẳng mất mát, mà còn có báo đền. Chúng tôi đã in 2 vạn cuốn. Nghe nói hiện nay rất nhiều người ở Đài Loan thấy bản in này đẹp như vậy, họ cũng muốn in. Phát tâm như vậy rất tốt. In cho thật nhiều bản in của chúng tôi để ở tại xưởng in Thế Hoa Đài Bắc, giữ nguyên bản ở đó, nên sau này ai muốn in khỏi phải trả tiền làm bản gốc. Ai thích in đều có thể lấy bản đó đi in. Như vậy thì giá vốn sẽ thấp. Kinh sách mới chúng ta nhất định phải làm cho thật đẹp, thật trang nghiêm. Khi người ta thấy liền sinh tâm hoan hỷ, họ mới sinh tâm bố thí cúng dường, chim lễ tán thán, cung kính chắp tay. Do đó nếu kinh sách in không đẹp thì sẽ chẳng được. Đây là điều mà Phật dạy chúng ta ở chỗ này, phải dốc hết sức làm cho được hoàn hảo. Nếu gặp kinh sách cũ hoặc bị hư hoại, chữ cố nghĩa là cũ. Sách cũ có giá trị cao. Cao ở chỗ nào? Thứ nhất là sách đó đã lưu truyền rất lâu, đã có rất nhiều người từng đọc, năm tháng lâu đời, chứng tỏ kinh này là kinh chân thật. Nếu là giả ngụy tạo thì đã bị đào thải sớm rồi, cho nên nó có giá trị lịch sử. Đã được rất nhiều cao tăng đại đức từng đọc. Nếu dùng cách nói hiện nay thì từ trường của nó rất khác thường. Đồ mới như thế nào cũng không bằng đồ cũ. Chứ gì phải biết, nó có giá trị kỷ niệm, có sức lôi cuốn rất mạnh mẽ. Những đồ vật truyền lâu đời thì sẽ bị hư hao. Hiện nay tôi có cỡ 30-40 cuốn sách đời Minh. Tính sơ sơ cũng đã 600 năm. Giấy rất mỏng manh, giòn rụm. Khi lật cứ sợ nó bị rách. Do đó những sách này tôi làm sao đọc được? Tôi chụp lại, tôi đọc bản copy. Còn sách gốc thì giữ nguyên, không thường mở ra. Ở đây không thuận tiện cho lắm. Ở Đài Loan thì tiện hơn. Nếu ở Đài Loan thì tôi sẽ đem đi bồi lại, giống như trang hoàng bức họa vậy. Bên trong lót một miếng giấy bông, lót lớp giấy này thì sách có thể bảo tồn ít nhất 1.000 năm.
Vì hiện nay những sách này hơn phân nửa là in bằng giấy mao biên, chẳng phải giấy tốt lắm, chỉ là giấy mao biên thường. Giấy mao biên chỉ giữ được 500 năm, cho nên hiện nay nhất định phải tu bổ. Tu bổ nghĩa là phải bồi, sau đó đóng lại. Làm như vậy có thể giữ được thêm 1.000 năm. Sách này đã trở thành đồ cổ rồi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Đừng cho rằng đồ cũ rách thì nên liệng bỏ, cũ rách vẫn có giá trị. Thật sự là người trong nghề, người biết giá trị món hàng. Khi tới cố cung bảo tàng viện ở Đài Loan, không phải là người sành điệu thì thích coi cái gì? Coi đồ ngọc đời Minh, Thanh. Ngọc ấy vô cùng đẹp đẽ. Còn người sành điệu thì coi cái gì? Coi đồ đồng đời Hạ, Thương, Châu. Những đồ ấy là đồng hư sắc dụng, đồ đạc không hoàn hảo, nhiều khi chỉ là một miếng dụng, nhưng đó lại là bảo vật vô giá. Làm sao sánh bằng những đồ bằng vàng bạc ngọc ngà đời Minh Thanh? Không sánh bằng. Nhưng nó có giá trị lịch sử. Do đó chúng ta phải hiểu đạo lý này. Sách cũ chúng ta phải tu bổ. Pháp từ cũ chúng ta cũng phải tu bổ. Trên phương diện này thì chúng ta thua xa người Nhật. Khi tôi đi Nhật tham quan, tham học, đối với việc người Nhật bảo tồn tháp từ, tu bổ đồ cổ, tôi khâm phục năm dốc sát đất. Những thứ này họ đã học được từ Trung Quốc. Sau khi học xong vẫn giữ gìn mãi cho đến ngày nay. Họ có thể giữ gìn lâu như vậy sao? Mỗi năm họ đều tu bổ. Cái cột này bị mối mục rồi, họ dùng gỗ giống hệt, vật liệu giống hệt, hình thức giống hệt để làm cái cột khác thay thế. Do đó khi bạn đi Nhật sẽ thấy chùa miếu trang nghiêm phỏng theo mô thức đời nhà Hán. Học sinh người Nhật du học đến Trung Quốc vào đời Đường rất nhiều. Họ học các lối kiến trúc cổ đại Trung Quốc. Có rất nhiều phi diêm. Phi diêm thuộc đời nhà Minh, đời Hán. Đường chưa có phi diêm. Do đó khi đi Nhật bạn sẽ thấy được rất nhiều kiến trúc đời Hán Đường, hoàn toàn giống với những gì ghi trong sách cổ Trung Quốc. Hiện nay chúng ta đọc lễ ký, coi không hiểu rất nhiều cách thức sinh hoạt thời đại đó. Nhưng khi đi Nhật bèn hiểu ngay những thứ đó chính là cách sinh hoạt của người Nhật. Còn về y phục, người Nhật mặc hòa phục. Quần áo người Nhật gọi là hòa phục hay ngô phục. Nói ngô phục thì bạn sẽ có ấn tượng. Ngô là Giang Tô, phục trang của thời đại Ngô Việt. Truyền qua tới ngày nay người Nhật vẫn còn mặc, vẫn giống y như vậy. Người Nhật bảo tồn văn hóa cổ đại của Trung Quốc. Cách thức tu bổ tháp từ của họ đích thực đáng cho chúng ta học tập. Nhất định phải dùng vật liệu gốc, dùng cách thức thời xưa để tạo ra vật mới giống hệt như vậy. Họ giữ được giống y như thời xưa, bảo tồn được vô cùng hoàn chỉnh. Đây là việc chúng ta tới đó tham quan không thể không khâm phục.
Người Nhật có thể hấp thụ văn hóa kỹ thuật tân tiến nhất của Tây Phương, là có thể bảo tồn những vật cố hữu, chẳng phế bỏ. Đây là chỗ họ cao minh hơn người Trung Quốc. Thậm chí đối với một con đường cũ xưa, họ cũng không phá bỏ con đường xưa. Khi mở đường mới, họ làm kế bên con đường cũ, bảo tồn con đường cũ. Đường cũ dùng gạch trải đường, có xe ngựa dành cho khách du lịch tới coi, ngồi xe ngựa rất thích thú. Lúc tôi đi tham quan Nhật khoảng hơn 20 năm trước, tôi có ấn tượng rất sâu đậm. Nói thật ra ở Trung Quốc có thể khôi phục vài cổ thành. Hôm kia nhân dịp Tết Trung Thu, quý vị đến đường thành để hội họp ăn mừng. Ở Hồng Kông có một chỗ gọi là Tống Thành. Nói thật ra, nếu Trung Quốc có thể khôi phục diện mạo của Khai Phong trở về đời Tống, khôi phục diện mạo của Tây An trở về quy mô đời Đường, một thành phố đời Đường, một cái đời Tống, người ở đó có thể khỏi làm việc gì cả, chỉ bán đồ ăn cho khách du lịch là có thể kiếm lời, người trên toàn thế giới sẽ đến đó tham quan. Có ai không muốn đi tới đó coi thử, có đời sống của người đời Đường, đời Tống, quần áo trang sức hoàn toàn khôi phục trở về thời xưa, dụng cụ cũng thuộc đời xưa, thu hút mọi người đến đó du lịch. Họ sẽ tiếp đãi du khách, thu hút người trên toàn thế giới đến đó du lịch. Đây là một chuyện tốt. Khi tôi đi Nhật tham quan, bèn nghĩ đến chuyện này. Và đừng tưởng là không có thu nhập sẽ rất khả quan, rất khá. Bạn bán đồ lưu niệm, mượn cơ hội này để tuyên dương văn hóa Trung Quốc, lợi ích vô lượng vô biên. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giải đến đây thôi.